Bộ Y tế lấy mẫu xét nghiệm ca viêm gan không rõ nguyên nhân. Bộ Y tế đề nghị các địa phương lấy mẫu tất cả các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca viêm gan bí ẩn. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chiều ngày 9 tháng 5 cho biết thông tin trên và giải thích động thái này nhằm nâng cao mức chủ động phòng bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang lan hơn 20 quốc gia. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm hoặc ca nghi ngờ mắc viêm gan cấp tính ở trẻ em tính tới ngày 8 tháng 5. Tuy nhiên, trên thế giới, số bệnh nhân đã lên gần 300 chỉ trong vòng 1 tháng theo Tổ chức Y tế Thế giới. Những trường hợp nghi mắc viêm gan cấp không rõ nguyên nhân còn phải lấy mẫu xét nghiệm để xác định căn nguyên, Thứ trưởng Sơn cho biết. Nếu phát hiện trường hợp bất thường, ngành y tế địa phương báo cáo ngay cho Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Để phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế cũng khuyến cáo tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ đủ tuổi, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Các địa phương cần tổ chức khám sàng lọc để phát hiện sớm ca nhiễm virus viêm gan, điều trị kịp thời, tránh biến chứng. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Bộ Y tế cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Hồi giữa tuần trước, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giám sát ca viêm gan không rõ nguyên nhân. Lần này, Bộ đề nghị lấy mẫu xét nghiệm trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân, tức là nâng một mức giám sát. Bệnh viêm gan bí ẩn được ghi nhận lần đầu ở Anh và Scotland vào đầu tháng 4 với khoảng 70 trẻ từ 1 tháng đến 16 tuổi, trong đó phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh sau đó lan rộng hơn 20 nước với gần 300 ca. Nguyên nhân gây bệnh chưa được tìm ra, các nhà khoa học phỏng đoán adenovirus 41, loại virus cảm lạnh là một trong những nguyên nhân gây bệnh do bệnh nhân thường tập trung ở những nơi có mật độ virus adeno cao. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh hôm 7 tháng 4 công bố báo cáo cho thấy khoảng 70% trẻ mắc viêm gan bí ẩn sống trong gia đình nuôi chó hoặc là từng tiếp xúc với chó nghi ngờ bệnh liên quan tới loại vật nuôi này. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.